hiding from the rain and snow, trying to forget but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue, show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever, we're only here today. Lovers now or never, bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy, take me to your heart.
mãi yêu nhau như ngày xưa. Chẳng có trái tim biển xanh, sông xa đưa giật bóng lạnh. Trên chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chẳng có mắt môi đẹp thơm, gần như thiên thần trong giấc mơ. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Tìm đến với muôn phần thơ, mãi yêu nhau như ngày xưa. Để cho cuộc tình đầy mơ ước, hãy trao nhau trái tim hồng, vòng tay ngập tràn niềm hạnh phúc. Em bên anh nồng nàn đôi môi,
Và kính chào tất cả quý vị thân mến, về sự và chúc phúc cho năm, cho cô dâu và chú rể trong buổi sáng ngày hôm nay. Cũng cho bên tôi xin được trân trọng giới thiệu qua sự hiện diện của trên các cụ gồm các bà, cô dì, chú ăn bè làm nữ thành niên, những mặt trời đẹp đã cùng trở về đây để chúc phúc trăm năm. Và chính vì vậy, chính vì lý do đó mà cho phép tôi có thể nói rằng hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Và hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Một lần nữa rất mong toàn thể hôn, chúng ta sẽ dành cái tràng vỗ tay thật lớn, thật long nhiên để chào đón các vị quan khách đã về chung vui đám cưới trong ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vì đã trải qua một thời gian tìm hiểu, được sự nhất trí của bên gia đình cũng như họ hàng và nội tộc, thì tình yêu của đôi bạn trẻ đã nảy nở và nên duyên. Được trân trọng giới thiệu lên sân khấu hai bông hoa đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, sự hiện diện của cô dâu Phương Hương, sự hiện diện của chú rể Nguyễn Lan sẽ cùng trở lại với chúng tôi sân khấu để cùng ra mắt quan viên họ. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, mà đang hiện diện ở phía chúng ta sân khấu tôi, đó chính là sự hiện diện của cô dâu và chú rể, sự hiện diện của hai vị đại diện đến từ hai gia đình. Và đầu tiên cho phép cô dâu và chú rể cũng như hai vị đại diện của gia đình sẽ có một cái nghiêng mình cúi chào toàn thể quý vị trong buổi sáng hôm nay. Cái cúi chào xin phép được bắt đầu. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì quan viên khách đoàn hoàng nhà trai có sửa những xính lễ cùng trở về đây để tổ chức hình đại lễ hỏi. Và trong giờ phút trao trọng này, cũng cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện đến từ quan viên khách đoàn hoàng nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác, các anh chị em bốn họ hai nhà thân mến, lời đầu tiên tôi tự giới thiệu, tôi đồng chí Trần Thời được sự ủy thác của bà Quyên đại diện cho họ nhà trai, xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể quý vị. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2023, tức ngày 14 tháng 9 năm Quý Mão. Gia đình họ hàng hai nhà trai chúng tôi tới đây với mong muốn chính thức xin phép họ nhà gái và gia đình ông bà Khôi cho phép cháu Phương Hương được kết hôn với cháu Nguyễn Anh, liên duyên chồng vợ. Hai cháu đã có thời gian tìm hiểu và yêu nhau nghiêm túc. Trong thời gian qua, gia đình nhà trai chúng tôi xin được bày tỏ lòng xúc động, chấp thuận và cho phép của hai gia đình ông bà Phương Bình Khôi để hỏi cháu Phương Hương nên duyên chồng vợ. Một lần nữa xin phép cảm ơn chân thành tới họ nhà gái. Cuối cùng tôi xin chân thành chúc con người này họ sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn những lời phát biểu đến từ quan viên phái đoàn và nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay với những sính lễ đã cùng ở trở lại với tư gia của gia đình quan viên phái đoàn và nhà gái. Và giờ phút ở đây cũng cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện đến từ quan viên phái đoàn và nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu cảm tưởng cũng như cảm ơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, cô, các bà, trong một thời gian vừa qua hai cháu đã tìm hiểu nhau, đến nay đã chín mùi. Tôi là mong qua lễ của họ nhà trai thể hiện tôi thay mặt họ nhà gái chấp nhận nghi lễ của họ nhà trai và đồng ý cho cháu Hương và cháu Anh tiến lên hôn nhân. Và qua lễ thì tôi cũng mong là hai gia đình và hai họ cũng yêu thương các cháu, và thay họ nhà gái thì cũng nhờ họ nhà trai xem xét giờ giấc để đón hai cháu về làm lễ cưới cho hai cháu bên nhà. Và gia đình nhà gái chúng tôi cũng rất vui mừng được đón cháu Anh về làm rể và làm họ và gia đình họ nhà gái chúng tôi. Qua đây thì hai gia đình sẽ yêu thương hai cháu và mong làm sao các cháu có một hạnh phúc tốt đẹp. Vâng, thế báo cáo với các cụ và các ông các bà. Thế còn thì cháu Hương nhà tôi tuy cháu cũng khôn lớn nhưng cháu vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong hai gia đình yêu thương cháu và tạo mọi điều kiện cho hai cháu
lên thành vợ thành chồng và cuộc sống viên mãn nhất. Cuối cùng tôi chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn những lời phát biểu đến từ quan viên phái đoàn và nhà gái. Xin được cảm ơn đến chào tay của toàn thể quý vị. Và ngay sau đây xin kính mời hai vị đại diện sẽ tiến lên trước một bước ạ và trao nhau một cái bắt tay để gắn kết tình thông gia của hai nhà như một. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, bên là một bóng cây chung của hai nhà, xuân hãy hẳn sẽ đơm hoa, vài nơi nhắn nhủ dâu và rể hãy sống bên nhau thật chan hòa. Xin được cảm ơn hai vị đại diện rất nhiều. Xin kính mời hai vị đại diện cũng như cô dâu và rể chúng ta sẽ cùng tiến đến từ bàn tiệc trà tiệc nước, cùng chúng ta mời chào mấy nước quan viên họ. Xin được trân trọng kính mời. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc, bên người chồng yêu mặn mà. Chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lầm, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh, người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi. Sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi anh đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Đi em còn chờ gì? Hôm nay đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Để say thu anh yêu em hơn ngàn năm say. Để say thu em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có. Gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi.
chẳng chờ gì chồng ấy em đây, chẳng chờ gì vợ ấy anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. La 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 la
vì em làm thơ tình ấy. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát trăm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tinh cầu, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát trăm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Yeah, we wept when we remembered.
cô dì, chú bác cùng các anh các chị hôm nay gia đình nhà tôi đến gia hội nhà gái xin đặt cái chầu để làm lễ làm dâu. Gia đình nhà tôi rất xúc động với sự nhiệt tình đón tiếp của họ gia đình của tôi nhà gái đối với gia đình tôi. Tôi mong rằng sau buổi hôn lễ đó cho gia đình hai bên gia đình càng xung kích và thân thiết hơn nữa. Cảm ơn những lời phát biểu xin dâu đến từ đại diện quan viên phái đoàn phòng trai và kính thưa toàn thể quý vị, với giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời diễn diện đến từ mẹ của chú rể và mẹ của cô dâu sẽ cùng trở lại với trung tâm từ đường của đại gia đình để trao ngoài nhận cây chồng nhỏ. Nói rằng con người có tổ có tâm, nhưng cây có cội như sông có nguồn, cây có gốc mới để cành xanh lá, suối có nguồn mới mở rộng sông sâu. Con người chúng ta ai ai sinh ra lớn lên đều nhờ vào công sinh thành dưỡng dục từ đấng đẩy trên, từ bậc làm cha và làm mẹ. Đại diện cho quan viên phái đoàn hai họ ngày hôm nay trở về đây gồm bác đại diện quan viên phái đoàn hai họ, đặc biệt hơn là toàn thể các cô dì chú bác, các quý vị khách quý, toàn thể các bạn bè nam thanh nữ tú của đôi bạn trẻ cùng trở về đây chúc vui với niềm vui niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Xin một tràng pháo tay thật nhiệt liệt mọi người. Và giờ phút ở đây xin được trân trọng kính mời đến sân khấu sự hiện diện đến từ một vị đại diện quan viên phái đoàn hồng trai và một vị đại diện quan viên với đàn gái trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, trăm năm thì chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ. Giờ hoàng đạo chính là giờ kết duyên. Và giờ phút ở đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố lễ kết duyên cô dâu Phương Hương, kết duyên cùng chú rể Nguyễn Anh xin phép được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị, kính mến, quan sông thì phải lì đò, và muốn hai cháu của mình hạnh phúc thì phải dặn dò đây câu. Đại diện cho quan viên phái đoàn hồng trai ngày hôm nay trở về đây cùng toàn thể cô dì chú bác nội ngoại hai bên sẽ trở lại với trung tâm sân khấu, thì xin được trân trọng kính mời đại diện quan viên phái đoàn trai sẽ cùng tiến về phía trước một bước với những lời dặn dò, và đặc biệt hơn xin phép đón cô dâu Phương Hương trở lại với tư gia khán phòng cưới quan viên phái đoàn trai trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động, cảm ơn sự đón tiếp rất nồng hậu của họ nhà gái đối với nhà trai chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn hai gia đình khăng khít sau cuộc kỳ hôn của các cháu trở về gia đình nhà chúng tôi, hai nhà như một, và các cháu giữ như con trong nhà chúng tôi. Tôi xin lời cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu đến từ đại diện quan viên phái đoàn hồng trai. Kính thưa toàn thể quý vị, lời trong dạy tựa núi non, dâu hiền dễ thảo tấm lòng son, phận làm con phải tròn tròn đạo, hiếu nghĩa ngàn năm của nước non. Và tạm chia tay với những lời phát biểu, những lời dặn dò với hai cháu trong ngày vui trọng đại đến từ vị đại diện quan viên phái đoàn trai, trân trọng được kính mời là một lời phát biểu chào dâu đến từ vị đại diện quan viên phái đoàn gái. Trân trọng kính mời. Kính thưa các quý cụ, quý ông, quý
quý bà và toàn thể hội hôn. Qua ý kiến của ông phát biểu đại diện Hội Nhà Trai, tôi thay mặt phái đoàn Hội Nhà Gái nhất trí và đồng ý và ý kiến của ông trong ngày vui hôm nay của hai cháu. Qua đây thì tôi cũng xin có ý kiến nhận cháu Nguyễn Anh về làm con rể và cũng là một thành viên trong họ Phương Đình chúng tôi. Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các cụ, ông, các bà và toàn thể hôn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu đến từ hai vị đại diện của hai bên gia đình. Giờ phút này đây, xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình tiến về phía trước một bước, thực hiện một cái bắt tay kết nối tình thông gia và một cái ôm thật nồng ấm. Từ đây hai họ một nhà, từ đây hai cháu đã là của chung. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngay giờ phút này đây thì xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện sẽ tiếp tục trở lại với những bản tiệc danh dự của đại gia đình, tiếp tục đón nhận là những lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm tới lần trẻ. Trân trọng được kính mời ạ. Và giờ phút này đây, để thể lòng cảm ơn cũng như là sự tri ân đến từ bạn trẻ tới diện cao quý của toàn thể các quý vị, xin được mời Phương Hương và Nguyễn Anh sẽ cùng tiến về phía trước một bước, thực hiện một cái nghiêng đầu để cùng gửi gắm tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất. Trân trọng kính mời. Và phút đây thì xin được trân trọng kính mời Phương Hương và Nguyễn Anh sẽ tiếp cận với những bản tiệc trà, tiệc nước, tiệc thuốc của đại gia đình để cùng gửi gắm những lời cảm ơn, mời trà, mời nước, mời thuốc tới toàn thể các cụ, các ông, các bà có mặt trong hôn trực cưới buổi sáng ngày nay. Trân trọng kính mời.
món quà có giá trị về mặt ý nghĩa cũng như là những món quà có giá trị về mặt tinh thần. Xin được trân trọng kính mời ông Văn là đại gia đình của chúng ta cùng trở lại trung tâm sân khấu với những lời thơ, ý đẹp để cùng dành tặng cho hai cháu trong ngày vui hạnh phúc. Trân trọng và kính mời ạ. Tôi là bác của cháu Hương, xin gửi tặng các cháu món quà nhỏ, tức là mấy phần thơ tôi xin được đọc. Mừng ngày hạnh phúc hai cháu Hương và anh. Hương anh, hai cháu thân thương, mở toang cánh cửa chung đường hai quê. Hải Dương đất tốt dâu vàng, trồng cây mong để mai kia xanh rừng. Ngày vui hạnh phúc tưng bừng, nội ngoại hai họ chúc mừng các con. Mong cho cuộc sống vẹn tròn, mong cho hai cháu song toàn bách liên. Dâu ngoan rể thật thảo hiền, vui lòng hai họ vẹn tuyền hiếu ân. Kính chúc nội ngoại hương ân, cô dì chú bác xa gần muôn phương. An khang thịnh phúc thọ trường, sống vui sống khỏe cát tường bình yên. Mừng ngày hai cháu đoàn viên, nụ cười duyên dáng bạn hiền tặng trao. Đầy trời nắng gió xôn xao, như mang hương sắc góp vào thêm vui. Thoáng thôi đã phải nói lời cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời thơ, những ý đẹp của bác Văn đã cùng trở lại trung tâm sân khấu dành tặng cho hai cháu của mình trong ngày vui ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, theo sự đảm đạo giữa hai bên gia đình thì giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời lên trung tâm sân khấu làm một lời phát biểu xin phép xa về đến từ vị đại diện quan viên phái đoàn Hồng Trai. Xin về với tư gia khán phòng cưới Hồng Trai thực hiện chương trình đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày nay. Xin được trân trọng kính mời. Tôi xin phép mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng, bạn bè của cháu, hai cháu sang nhà trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Phương, Hương và Nguyễn Anh để thăm mặt, để thăm nhà và dự lễ hôn cưới của hai cháu. Một lần nữa tôi xin cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu xin hết ra về đến từ vị đại diện quan viên và đồng trai. Người yêu xin lắng nghe, đôi ta mãi không lìa xa, cho nay
đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay xa pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chan chà, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thăm nàng hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Món quà vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa đã dành tặng cho bên gia đình, cũng như dành tặng cho chú rể Nguyễn Anh và con dâu Phương Hương. Và ngay giây phút này thì xin được trân trọng kính mời bạn lễ tân của gia đình chúng ta hãy cùng đi mời nước mời trà để chào đón toàn thể các quý vị con khách, đặc biệt là toàn thể các quý vị khách quý đến từ phía gia đình họ nhà gái. Em như cơn gió thu bay bay, yeah yeah, đưa anh đi tìm vườn thơ qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đắm ước mơ. Cho bao tố về làm chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Anh muốn yêu em dài lâu, em, anh muốn yêu em dài lâu, em, anh muốn yêu em đậm sâu, em, anh đã thương em từ lâu, em, anh muốn yêu em dài lâu. Nhớ khi xưa là nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tê. Nàng lặng như vô tình, gái đón chàng dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi xa lý thân thơ. Và hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm ngơ. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như thơ. Tình xôn xao như giọt nắng lên cao, cho lòng mình mát mát như là thôi. Tình trôi qua như là giấc chiêm bao, ôi tình đầu mới ngỡ cơn mộng du. Kia tình nào chờ em nơi đường vắng, kia tình nào là những ngón tay đàn
trường lại một lần tình cô cũng như khơi. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, nếu cuộc đời của mỗi chúng ta được ví như một bộ phim thì ai trong chúng ta cũng đều có những khoảnh khắc và những thước phim cho riêng mình. Thước phim từ tuổi thơ ấu, thước phim từ thuở cắp sách đến trường, thước phim từ lúc ta gây dựng sự nghiệp. Và ngày hôm nay, toàn thể các vị khách quý của hai bên gia đình có mặt hiện diện tại đây, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một thước phim mang tựa đề Hạnh Phúc. Và ngay giây phút này, xin mời toàn thể các vị khách quý hãy cùng hướng tròn tầm nhìn về phía cổng hoa để cùng chào đón hai bông hoa rực rỡ nhất sẽ cùng di chuyển đến sân khấu để chính thức ra mắt đến với toàn thể quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vào ngày hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2023, tức ngày 15 tháng 9 năm Quý Mão. Và với sự thống nhất của hai bên gia đình và với sự đồng ý của chính quyền và địa phương, hai bên gia đình cùng chú rể Nguyễn Anh và cô dâu Phương Hương đã long trọng tổ chức đại lễ thành hôn tại tư gia hôn trường cưới gia đình họ nhà trai. Và ngay giây phút này, trân trọng được kính mời chú rể và cô dâu hãy cùng nắm tay nhau và cúi chào đến với toàn thể quan viên đại họ. Xin mời. Và xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Nguyễn Anh và cô dâu Phương Hương xin phép được bắt đầu. Với kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đến tham dự với đại lễ thành hôn ngày hôm nay, xin được trân trọng được giới thiệu gồm có bác đại diện của gia đình họ nhà gái, cùng với bác đại diện của gia đình họ nhà trai, cùng với toàn thể quý cụ ông bà cô dì chú bác, cũng như bạn bè nam thanh nữ tú của hai bên gia đình, cũng như của chú rể Nguyễn Anh và cô dâu Phương Hương. Và xin mời toàn thể quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. Xin mời ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay gia đình họ nhà trai chúng ta đã cùng trở sang phía gia đình họ nhà gái để có cơ chầu xin dâu. Và ngay giây phút này, trân trọng được kính mời hai vị trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình, trân trọng được kính mời hai bác hãy cùng di chuyển đến sân khấu để có đôi lời phát biểu trao dâu nhận rể cũng như trao rể nhận dâu đến với toàn thể quý vị. Trân trọng và kính mời hai bác. Và kính thưa quý vị, trên sân khấu đó là sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị dành một tràng tay thật lớn để cùng chào đón. Xin mời. Và thưa quý vị, có lẽ bây giờ đây trân trọng được kính mời đến bác đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu trang trọng ý nghĩa đến với toàn thể quý vị khách quý cũng như toàn thể quan viên họ. Trân trọng và kính mời. Kính thưa các cụ, cô, các bà và toàn thể hội hôn, được sự nhất trí của hai gia đình và của ủy ban cho phép hai gia đình tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu, tôi đại diện nhà gái chính thức giao cháu Phương Hương về làm dâu, làm con, làm em, làm chị và làm cháu, cũng là một thành viên của họ Nguyễn, gia đình họ nhà trai. Và chúng tôi xin nhận cháu Nguyễn Anh về làm rể và cũng là một thành viên trong họ Phương Đình chúng tôi. Cuối cùng tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn có một sức khỏe thành công. Qua đây thì chú có ý là chúc hai cháu nhớ rằng nghĩa là đã là nghĩa vợ chồng, dù cho nghiêng núi cạn sông cũng không được rời. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu trang trọng và đầy nghĩa của bác đại diện của gia đình họ nhà gái. Và tiếp theo sau đây, trân trọng kính mời bác đại diện và gia đình họ nhà trai chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu đến với toàn thể quý vị. Trân trọng và kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai nhà bốn họ có mặt đông đủ hôm nay, tôi đại diện cho họ nhà trai họ Nguyễn. Từ giờ phút này, gia đình chúng tôi được ông đại diện cho họ nhà gái giao cho cháu Phương. Họ nhà chúng tôi là tiết giờ phút này nhận cháu Hương là con dâu là chúng tôi, mà chúng tôi cũng coi hai nhà lúc nào cũng như một, mong hai nhà như một,
Thôi, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn ạ. Mọi người chúc mọi người ăn kẹo, uống nước vui vẻ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu trang trọng và đầy ý nghĩa của hai vị trưởng đoàn đến từ hai bên dưới đây. Và ngay giây phút này thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng tròn tầm nhìn của mình về phía sân khấu chính ạ. Xin mời hai bác trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình hãy cùng tiến lên phía trước một bước được không ạ? Và ngay giây phút này xin mời hai vị trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình hãy cùng bắt tay nhau để cùng kết tình thông gia. Xin mời toàn thể quý vị dành một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho bên gia đình ạ. Xin chúc hai bên gia đình chúng ta luôn luôn có mối tình thông gia gắn kết và bền chặt. Chúc cho chú rể và con dâu sẽ trăm năm tình viên mãn, bắt đầu những phu thê. Và xin được cảm ơn hai vị trưởng đoàn, hai bên gia đình rất nhiều ạ. Xin mời hai bác hãy cùng trở về với các bàn tiệc để cùng đến những nghi thức tuyệt vời tiếp theo ạ. Mọi kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trên sân khấu đó chúng ta đã sự hiện diện của đôi tân lang tân gia nhân vô cùng tuyệt vời, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì hai trái tim cũng đã hòa chung một nhịp đập, cũng như rất rộn ràng và thấm đượm tình yêu thương của toàn thể các quý vị. Hai ánh mắt đã nhìn chung về một hướng và cùng nắm tay nhau đi đến suốt cái cuộc hành trình này. Và ngay giây phút này chú rể và cô dâu họ sẽ cùng trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng và hạnh phúc thông qua đôi vòng nhẫn cưới. Và ngay giây phút này sẽ là nghi thức trao vòng nhẫn cưới giữa chú rể Nguyễn Anh và cô dâu Phương Hương. Xin mời. Và xin mời chú rể Nguyễn Anh hãy cùng trao nhận tới cô dâu Phương Hương ạ. Xin mời cô dâu cùng chú rể. Thưa quý vị, và trong khoảnh khắc hạnh phúc và trang trọng như thế này thì xin phép được gọi chú rể Nguyễn Anh một chút ạ. Chú rể có đồng ý rằng sẽ luôn yêu thương, lo lắng và chăm sóc ở bên cô dâu Phương Hương đến suốt cuộc đời này không ạ? Anh đồng ý sau khi suốt cuộc đời này. Một tràng tay thật lớn dành cho chú rể chúng ta được không ạ? Vâng, rất tuyệt vời. Và xin được hỏi cô dâu ạ, cô dâu có đồng ý rằng sẽ luôn yêu thương, lo lắng và ở bên chú rể Nguyễn Anh đến suốt cuộc đời này không ạ? Em đồng ý ạ. Một trong tay thật lớn từ quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, những lời đồng ý, những lời cam kết rằng họ sẽ luôn yêu thương nhau và cùng nắm tay nhau đến cuối con đường của hạnh phúc. Và ngay giây phút này thì cũng không để toàn thể quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chú rể Nguyễn Anh của chúng ta sẽ thể hiện tình yêu của mình bằng cách trao cho cô dâu Phương Hương một nụ hôn nồng cháy dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị, được không ạ? Và quý vị đã dành một trong tay thật lớn để động viên cho chú rể không ạ? Rất tuyệt vời thưa quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, và chính thức kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này, xin chào tuyên bố đến với tôi để quý vị, chú rể Nguyễn Anh và cô dâu Phương Hương đã chính thức nên duyên vợ chồng. Hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho đôi duyên đường thưa quý vị. Vâng ạ, và tiếp theo xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu hãy cùng di chuyển sang tháp bánh để cùng cắt chiếc bánh hạnh phúc nhé. Trân trọng và kính mời ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, toàn thể quý vị chúng ta đang chứng kiến khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc trong cuộc đời của chú rể Nguyễn Anh và cô dâu Phương Hương. Và ngày hôm nay họ đã cùng bước sang một ngưỡng cửa mới, ngưỡng cửa tình yêu và một mái ấm gia đình. Và xin mời chú rể cô dâu hãy cùng tiếp tục di chuyển sang tháp ly để cùng rót những ly rượu hạnh phúc nhất ạ. Xin mời ạ. Hãy cùng mở chai champagne đầu tiên ạ. Rất tuyệt vời, và xin mời chú rể cô dâu hãy cùng tay trong tay rót lên tháp ly tình yêu của mình. Xin mời. Và kính thưa quý vị, ly rượu sông Bạch Hồng thì luôn đi dòng máu chảy trong tim, nó sẽ luôn chảy mãi trong cuộc đời của chú rể và cô dâu. Và đây là sự minh chứng của tình yêu lứa đôi. Và kể từ ngày hôm nay, họ đã cùng trở về trong một nhà, sống dưới một mái ấm gia đình và cùng xây dựng hạnh phúc tương lai. Và cũng xin được thay mặt cho hai bên gia đình và chú rể cô dâu xin được cảm ơn đến sự diện quý báu của toàn thể quý vị đã có mặt tham dự trong đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Ngày hôm nay
để đại diện cho bên gia đình trân trọng được kính mời quay trở lại sân khấu hai vị trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình, đó là bác đại diện của gia đình họ nhà trai và bác đại diện gia đình họ nhà gái, sẽ cùng di chuyển đến sân khấu để cùng uống ly rượu chúc mừng hạnh phúc. Đại diện cho hai bên gia đình trân trọng kính mời hai bác ạ. Vâng ạ, và kính thưa quý vị, và ngay giây phút này đại sứ sẽ là cầu nối của hai bên gia đình đến với chú rể cô dâu và đến với toàn thể các quý vị khách quý. Em sẽ hô tới ba, gia đình chúng ta sẽ cùng nâng ly, cùng ly chúc mừng hạnh phúc. Và toàn thể quý vị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng được không ạ? Quý vị ơi, 3, 2, 1, cùng ly chúc mừng hạnh phúc. Và xin mời toàn thể quý vị dành một tràng tay thật nồng nhiệt hơn nữa để cùng chúc mừng cho bên gia đình. Hai vị đại diện ở bên gia đình rất nhiều ạ. Và xin chúc hai bác và gia đình luôn luôn rất là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an ạ. Trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều ạ. Và cái thương vị và để tiếp nối ngay giờ đây sẽ là nghi thức uống rượu trao môi giữa chú rể với anh và cô dâu Phương Hương. Xin mời. Và quý vị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng hạnh phúc cho Nguyễn Anh và Phương Hương thưa quý vị. Vâng, xin được cảm ơn chú rể của cô dâu rất nhiều ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ. Và gánh nặng cuộc đời thì cũng không ai khổ bằng cha. Và nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ. Và mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Và thưa quý vị, xin con ra để ngày hôm nay những con cái mình khôn lớn trưởng thành là một trong những niềm vui, niềm hạnh phúc nhất của những bậc làm cha, làm mẹ. Và ngày hôm nay gia đình họ nhà trai cũng có chuẩn bị những món quà hết sức là ý nghĩa, gửi gắm những tình cảm yêu thương nhất dành tặng cho chú rể cô dâu. Và ngay giây phút này bằng tất cả lòng kính trân trọng được kính mời mẹ của chú rể Nguyễn Anh hãy cùng di chuyển đến sân khấu để có món quà trang trọng và ý nghĩa dành tặng tới hai con của mình. Trân trọng và kính mời ạ. Các con được cùng nuôi dưỡng sinh thành, trở che của người cha người mẹ để con cái mình có được những ngày hôm nay, ngày vui ngày phúc trăm năm. Và xin mời toàn thể quý vị dành một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng các bên gia đình. Vâng ạ, và xin được cảm ơn những món quà yêu thương và ý nghĩa của gia đình họ nhà trai đã dành cho những tình cảm yêu thương nhất cho chú rể của cô dâu. Và ngay giây phút này thì để thay lời cảm ơn những sự hiện diện quý báu của toàn thể quý vị đã cùng bỏ những thời gian vàng ngọc của mình để cùng trở về đây để cùng tham dự đại lễ thành hôn ngày hôm nay, thì ngay giây phút này chú rể của cô dâu hãy cùng di chuyển xuống dưới các bàn tiệc để cùng đi mời nước, mời chồng, mời trà, thay lời cảm ơn những sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị. Trân trọng và kính mời chú rể và cô dâu ạ. Ngay giây phút này xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Huyền Anh. Một tràng tay thật lớn đi quý vị. Trăng nó say rồi cây bếp hồng lên nghe.
cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Một ca khúc tiếp theo xin phép được liên tục dành tặng tới quý vị sẽ là một sáng tác được mang tên Câu Quan Họ Người Ơi, mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Dạ vâng ạ, và cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều. Và một sáng tác tiếp theo ạ, xin phép được liên tục dành tặng tới quý vị sẽ là một sáng tác được mang tên Dòng Nghệ Đi Về, mời quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn đến trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới xứ Đông đã mang đến không gian sang trọng lịch sự đến với toàn thể các quý vị. Đã yêu lâu rồi, bây giờ
mới được nên chuyện đã bao trắng tròn bây trừ nên nghĩa vợ chồng quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu cảm ơn hai họ giúp ta dẫn lối bắc cầu em đẹp như trăng ấm trăng tròn chiếu mài đời anh mãi đời sau mong tình đậm sâu con đàn trao đông yêu vui gia đạo nhà mình vui lắm rót nhau chung rượu ta cùng chúc mừng ngày vui chúc cho hai họ dấu hiền rẽ cùng vẹn toàn.